Joy tên thật Lê Việt Hà có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người. Cô nàng là cựu thành viên sáng lập ra nhóm nhảy ST319 đình đám bên cạnh Aiden. Đầu năm 2020, Joy còn chính thức debut với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ không khỏi xót xa khi nữ vũ công bất ngờ chia sẻ thông tin về đôi mắt đang mất dần khả năng nhìn của mình. Thông tin này được Joy kể lại thông qua một vlog ngắn do cô nàng thực hiện và đăng tải. Theo Joy, cô đang đứng trước nguy cơ sắp khiếm thị do biến chứng từ bệnh tiểu đường loại 1, căn bệnh đã đeo bám cô suốt 17 năm nay. Biến chứng đó chính là chứng tăng sinh võng mạc, hiểu nôm na là mạch máu tự phát sinh làm giảm khả năng nhìn, co kéo võng mạc khiến hạn chế tầm nhìn. Lăng kính mình nhìn thế giới bây giờ rất khó tả, vừa mờ vừa lóa vừa méo vừa bị mất hình. Cựu thành viên ST319 hình dung, thậm chí cô nàng còn tự đùa rằng mình đang bị lag 24/7. Thoạt nhìn đôi mắt của Joy vẫn rất bình thường, nhưng ít ai biết cô nàng đã phải rất cố gắng để giữ được chúng. Một trong những phương pháp điều trị Joy đang áp dụng là chiếu laser nhằm cải thiện tình hình, sau đó bác sĩ sẽ cân nhắc xem có mổ được không. Được biết, biến chứng này bắt đầu xuất hiện từ khoảng một năm trước và đã gây rất nhiều ảnh hưởng đến việc làm nghệ thuật của cô. Theo đó, nếu như trước kia, Joy có thể dễ dàng cắt ghép, làm video dễ dàng với laptop, khi ấy công việc như kỳ nghỉ thú vị thì hiện tại, do không nhìn được màn hình, không nhìn được bàn phím, nên cô nàng đã chuyển sang edit trên điện thoại. 3 tháng trở lại đây, tình hình trở nên tệ hơn khi nữ vũ công không nhìn rõ cả bàn phím điện thoại. Ngoài khó khăn trong công việc, việc chớm mù theo như lời của Joy nói còn khiến tâm trạng cô đi xuống nghiêm trọng. Giữa năm ngoái, khi mà cả thế giới đều lao đao vì dịch bệnh, thì Joy thậm chí còn cần tiêu nhiều tiền hơn vì gặp biến chứng về mắt. Stress, tốn kém khiến Joy từng có ý định, thôi hay là kệ. Nhiều người đã lầm tưởng phong thái kệ tất cả ấy của Joy là lạc quan, nhưng cô nàng cho hay đó chỉ là phản ứng trước sợ hãi chứ không phải lạc quan. Vì quá sợ nên mình chọn cách chạy trốn, mình giả bộ vui, cười mà không dám đương đầu, cô nàng nói. Tuy nhiên đó chỉ là giai đoạn đầu, 2 tháng gần đây, Joy rất tích cực điều trị. Sự thay đổi này đến từ việc cô nàng nhận ra mình phải yêu thương bản thân và yêu thương cả những người xung quanh như bố mẹ, gia đình, bạn bè hay chính các y bác sĩ đang chữa trị cho mình. Phải dũng cảm đương đầu và tự có trách nhiệm là những điều cựu thành viên ST319 luôn tự dặn mình.